Đúng vào ngày Tết Trung Thu truyền thống của người Trung Quốc vào ngày 15 tháng 8, trong một khu vườn nhỏ của một gia đình nông dân nọ, có hai đứa trẻ đang chơi đùa. Chúng trông thật hạnh phúc, rạng ngời trong khung cảnh bình dị, mộc mạc và tràn đầy ấm áp. Hai đứa trẻ trong khu vườn đó là Côn và Luân. Côn là anh trai ruột của Luân, hơn cậu 4 tuổi. Từ bé, Luân đã có ước mơ trở thành cảnh sát. Vì chiều em, mỗi lần cậu bé đòi chơi trò cảnh sát bắt trộm, Côn thường giả vờ làm kẻ trộm, còn để em làm cảnh sát. Không những vậy, còn dùng giấy bỏ đi, làm tiền để trả em khi em bắt được mình. Và hôm nay như mọi khi, hai anh em cậu lại chơi trò chơi đó. Luân đang đuổi theo anh trai cao lớn với khẩu súng giả được gấp bằng giấy, vừa chạy vừa hét lớn. Anh, thế là em bắt được anh rồi nhé, anh mau đứng lại đi, nếu không em nổ súng đấy. Côn thấy thế, đang chạy phía trước liền dừng lại, quay đầu nói với em trai. Luân à, lần này em thắng rồi, anh thua rồi. Nói rồi, cậu bé đưa mấy tờ giấy lộn giả làm tiền cho Luân. Luân lộ rõ vẻ mừng rỡ trên khuôn mặt, đáp trả anh trai. Anh đồng ý nộp tiền ăn cắp rồi, lần này em tha cho anh đấy. Phía xa xa, cha mẹ hai đứa trẻ cũng đang đứng dựa vào cửa, hạnh phúc nhìn con chơi đùa. Người cha nói, này mẹ nó, bà có thấy thằng Út nhà mình có tố chất làm cảnh sát không? Nhưng mà nếu nó làm cảnh sát thế này, hình như có hơi chút vì tình riêng mà vi phạm pháp luật đấy nhỉ? Người mẹ chỉ mỉm cười. Bố nó à, em thấy anh nghĩ hơi nhiều rồi đấy. Cô Luân có thể trở thành cảnh sát hay không, chúng ta vẫn chưa thể biết được. Mà Côn là thằng bé thật thà, lại rất hiểu chuyện, sao mà nó có thể làm cái việc phạm pháp như vậy được chứ? Nói dứt lời, bà bước ra vườn và gọi hai cậu con trai. Các con ơi, vào ăn cơm thôi. Côn vội kéo Luân cùng đi vào nhà. Sau khi vào trong phòng, Luân đi tới bàn ăn ngồi đợi để được ăn cơm. Còn Côn thì ngoan ngoãn giúp mẹ chuẩn bị đồ ăn. Khi các món ăn đã được dọn lên bàn, vì đói quá nên thậm chí cha mẹ chưa kịp ngồi xuống, Luân đã vội vội vàng vàng cầm đũa lên và nhai ngấu nghiến. Còn Côn thì hoàn toàn khác, cậu bé múc cho cha mẹ mỗi người một bát canh rồi mới ngồi xuống ăn cơm. Trong bữa ăn, cậu quan tâm tới mọi người, đặc biệt là đứa em trai, vừa gấp thêm đồ ăn cho em vừa nói. Luân à, vừa nãy em chạy chắc đói lắm hả? Ăn nhiều một chút đi nhé. Người mẹ mỉm cười xúc động khi thấy hai anh em yêu thương nhau như vậy. Bà quay sang nói với cậu con Út. Con xem kìa Luân, anh trai thương con như vậy, sau này con nhớ phải đối xử tốt với anh đấy nhé. Miệng đang nhồm nhòm nhai thức ăn, nhưng Luân vẫn rất hào hứng. Mẹ yên tâm đi, sau này con làm cảnh sát rồi sẽ bảo vệ anh trai, không để cho bất kỳ ai bắt nạt anh con cả. Cha cậu ngồi nghe hai con nói chuyện thấy vậy cũng hưởng ứng. Nếu con muốn sau này có thể làm cảnh sát, bây giờ phải cố gắng học cho tốt vào, nếu không thì không thi đỗ được vào trường cảnh sát đâu. Cứ như vậy, gia đình bốn người họ hòa thuận vui vẻ, cùng nhau thưởng thức bữa cơm đoàn viên của gia đình. Mà chẳng ngờ bữa cơm đoàn viên đó là bữa cơm đoàn viên yên bình, đáng nhớ suốt cuộc đời anh em cậu. Sau bữa cơm, trong khi Luân vội vội vàng vàng trốn sang nhà bạn để xem phim hoạt hình, thì cô ngoan ngoãn ở nhà giúp mẹ dọn bát đũa. Nhìn dáng vẻ bận rộn đầy chăm chỉ của cậu anh, bất giác người cha buộc miệng thở dài. Thằng Côn làm việc gì cũng tốt, lại thật thà hiểu chuyện. Không biết rồi sau này ra xã hội có bị người ta ức hiếp và chịu thiệt thòi không? Thời gian thấm thoát thoi đưa. 20 năm sau, hai cậu bé mỗi người đều có gia đình riêng. Cha mẹ họ cũng đã già đi, đều đã hơn 60 tuổi. Luân, cậu em trai tinh nghịch ngày nào đã thực hiện được ước mơ của mình trở thành một cảnh sát. Hơn nữa, còn được làm cục trưởng cục cảnh sát quản lý ở khu nhà của cậu. Còn Côn làm công nhân trong một nhà máy, nhờ sự chăm chỉ cố gắng của mình, mỗi tháng cuộc sống của anh cũng khá ổn định. Hôm đó là ngày thứ Bảy, ngày 18 tháng 9 năm 2013, cũng là ngày 14 tháng 8 âm lịch. Vì công việc hoàn thành sớm nên Côn tranh thủ về nhà. Vốn là người chăm chỉ, luôn chân luôn tay, Côn mang chổi đi quét dọn nhà cửa. Trong lúc quét dọn,
Cậu vô tình phát hiện một bí mật to lớn của cha mẹ đằng sau cuốn sổ khám bệnh bị rơi từ trên nóc tủ. 2 tháng trước đây, mẹ cậu đi khám bệnh và bị phát hiện ra ung thư. Trong cuốn sổ bệnh án cũng ghi rõ tiền làm hóa trị và điều trị cần thiết là rất lớn. Không khỏi thương cảm cho hoàn cảnh cha mẹ cả đời vất vả và chưa một ngày sung sướng, nay mẹ lại mắc bệnh hiểm nghèo. Trong lòng cậu nhói đau, nước mắt cứ chực trào ra và nghĩ, chắc là cha mẹ không muốn cho mình và em trai biết chuyện này nên đã cất cả sổ khám bệnh đi. Cậu lại cất cuốn sổ khám bệnh về chỗ cũ, coi như không biết gì và dự định đợi em trai về sẽ nói với nó để tìm cách giúp mẹ. Thế nhưng trưa hôm đó, khi Luân về nhà, vừa ăn cơm vừa than phiền về chuyện phải cần một khoản tiền khá lớn để sửa lại căn phòng của mình mà chưa biết đào đâu ra. Những tính toán chữa bệnh cho mẹ định chia sẻ với cậu em trai, vì thế mà bị dập tắt. Muốn có tiền để giúp mẹ qua khỏi cơn bệnh hiểm nghèo, nhưng lực bất tòng tâm, Cồn thấy vô cùng rối trí, bởi mỗi tháng lương của cậu chỉ đủ chi trả trong gia đình. Số tiền điều trị của mẹ khá lớn nên chỉ biết đâm chiêu suy nghĩ, không biết tính cách nào. Ngày hôm sau, khi tới nhà máy làm việc, cậu tình cờ nghe được câu chuyện của một đồng nghiệp và biết rằng buôn thuốc viện có thể kiếm được rất nhiều tiền. Mặc dù tự hiểu được đó là việc làm phạm pháp, nhưng nghĩ tới bệnh tình của mẹ, túng quá, cậu liều muốn thử một lần. Ngày mai là đã Tết Trung Thu rồi, Côn cùng đồng nghiệp tiến hành vận chuyển thuốc viện. Khi Côn và người đồng nghiệp cho rằng mọi việc có thể trót lọt gần tới phút cuối thì bị cảnh sát bao vây. Không lâu sau đó, tiếng của cảnh sát lọt tới tai của hai người. Tôi khuyên các anh hãy giao chóng, giao nộp thuốc viện và đầu hàng đi. Các anh đã bị bao vây rồi, không thoát nổi đâu. Nghe tiếng nói quen thuộc, Côn nhận ra đó là em trai mình. Tiếp sau đó, cậu nghe được cuộc trò chuyện của một người cảnh sát khác nói với em cậu. Luân này, nếu mà chúng ta bắt được bọn buôn bán thuốc viện lần này thì công đầu thuộc về cậu đấy, có lẽ khoản tiền thưởng sẽ không nhỏ đâu. Lần trước có người được thưởng tới 5 triệu nhân dân tệ đấy. Hơn nữa, tôi nghĩ cậu sẽ được thăng chức. Nghe người đồng nghiệp nói, Luân mỉm cười nhắm mắt lại tưởng tượng. Đúng là nếu cậu phá được vụ án buôn ma túy lần này, cậu sẽ có được số tiền bản thân mong muốn để chữa bệnh cho mẹ mà không phải nhờ đến sự giúp sức của anh trai nữa. Cậu nói dối cần tiền để sửa nhà, nhưng thật sự cậu đã biết tin mẹ bị bệnh từ lâu và không nói cho ai biết. Nếu bắt được tội phạm, cậu vừa có thể cứu mẹ, vừa được thăng quan tiến chức. Đây là một cơ hội may mắn mà bản thân cậu nhất định sẽ không bao giờ bỏ qua. Trái với vẻ mặt vui mừng của hai viên cảnh sát, ở trong phòng, người đồng nghiệp nói với Côn. Côn này, lượng ma túy mà chúng ta mang lần này lớn lắm. Tôi nghĩ là có vào tới cục cảnh sát rồi, chúng ta cũng không giữ nổi mạng mình đâu. Tôi đang tính lát nữa tôi và cậu sẽ liều mạng với mấy tên cảnh sát thối đó. Tôi không để tên cục trưởng cảnh sát kia dễ dàng nhận được số tiền thưởng 500 triệu đó đâu. Mãi tới lúc nghe cuộc trò chuyện của em trai mình và người đồng nghiệp, Côn mới biết rằng nếu mình bị bắt, em trai sẽ được 500 triệu tiền thưởng. Nghe lời tên đồng bọn nói xong, Côn hướng về hắn mà gật đầu biểu thị đồng ý. Tuy nhiên, trong lòng anh lại có những suy nghĩ và tính toán của riêng mình. Dần dần, nhóm cảnh sát càng siết chặt vòng vây và quyết tâm bắt được hai tên buôn ma túy. Còn Côn và người đồng nghiệp cũng chuẩn bị sẵn sàng dắt dao ở sau lưng. Khi Luân xung phong lên đầu bao vây, tiến vào nơi hai tên buôn ma túy đang lẩn trốn, thì phát hiện ra một trong hai đối tượng đó là anh trai mình. Khi nhận ra anh trai, cậu ngẩn người hồi lâu rồi cứng đơ ra không biết làm như thế nào. Trong lòng cậu vô cùng đau đớn và buồn bực, không biết vì lý do gì người anh trai ngu ngốc của mình lại làm cái việc phạm pháp này. Đúng lúc Luân đang ngây người thất thần, trong nháy mắt, khóe miệng tên đồng phạm với anh trai cậu nở một nụ cười đầy bí hiểm và định rút con dao sau lưng lao tới phía Luân. Cảm giác như cái chết đang tới cận kề, trong lúc tâm thần còn đang rối loạn, Luân chỉ còn biết sợ hãi nhắm nghiền mắt. Vài phút sau đó, cậu không cảm nhận thấy sự đau đớn của mũi dao đâm vào người mà chỉ nghe thấy tiếng súng nổ. Khi mở mắt ra, Luân nhìn thấy một cảnh tượng hoàn toàn khác biệt. Tên đồng phạm với anh trai cậu đang nằm trên mặt đất, sau lưng vẫn còn dắt một con dao găm. Còn anh trai cậu trên ngực loang lổ vết máu cũng từ từ ngã xuống. Lúc này, Luân hiểu ra mọi chuyện.
Anh trai cậu vì muốn cứu mạng em trai nên đã rút dao sau lưng đâm vào tên đồng phạm. Sau đó anh cậu bị người đồng nghiệp của Luân dùng súng bắn bị thương. Không kiềm chế được tình thân thiêng liêng đang trỗi dậy trong mình, Luân chạy tới ôm chặt lấy anh trai đang hấp hối trên vũng máu khóc nức nở như một đứa trẻ. Cô đang ở trong vòng tay em trai từ từ mở mắt nhìn cậu và nói một cách ngắt quãng: "Em trai, nín đi đừng khóc nữa, anh có một chuyện muốn nói với em. Mong em sau này hãy thay anh chăm lo cho cha mẹ. Và một điều nữa, anh hy vọng em có thể dùng số tiền thưởng kia để đưa mẹ đi điều trị bệnh ung thư được không? Còn việc sửa lại căn phòng của em để sau này hãy sửa nhé." Đến lúc này Luân mới hiểu, hóa ra anh trai cậu cũng đã biết chuyện và vì muốn có tiền giúp mẹ điều trị bệnh, anh trai cậu mới làm cái việc trái pháp luật này. Nước mắt giàn giụa, cậu ôm lấy anh trai và gật đầu mà không kịp nói lời nào. Thấy em trai đã đồng ý, cô mới từ từ nhắm mắt và trút hơi thở cuối cùng. Luân chợt nhớ đến trò chơi hồn nhiên ngày thơ bé cùng những lời bình luận vu vơ của cha mẹ cậu. Chẳng ai ngờ 20 năm sau, màn kịch trò chơi ngày xưa ấy lại một lần nữa tái hiện và hai anh em cậu là nhân vật chính. Cuộc đời mỗi người chúng ta đúng là không ai biết được chữ ngờ và không đoán trước được sự sinh tử cũng như số phận mình sẽ ra sao. Cũng giống như Luân, vài phút trước đây cậu đã nghĩ rằng mình sẽ là người phải rời khỏi thế giới này trước anh trai. Nào ngờ chỉ vài phút sau anh trai cậu lại ra đi trước. Ngày Tết đoàn viên theo tục lệ của người Trung Quốc cũng đến. Mọi năm cô đều đi làm về trước, còn hôm nay chỉ Luân lặng bước về nhà. Vừa vào tới cổng, cha cậu nhìn thấy buồn buồn nói: "Luân, sao hôm nay con lại về nhà trước vậy? Anh trai con đâu rồi?" Như sợ cha mẹ phát hiện hành động hiện bất thường của mình, Luân lý nhí đáp: "Anh con có việc gấp phải đi công tác một thời gian dài, không biết bao giờ mới có thể trở về được." Nói xong, cậu nhanh chóng đi vào phòng mình và đóng cửa lại. Vào tới phòng, Luân ngẩn người, ngồi ôm tấm ảnh cậu chụp chung với anh trai. Trong ảnh là hình dáng cao cao gầy gầy, hiền từ của anh trai đang mỉm cười. Nhắm mắt để cố ngăn những giọt nước mắt đang lăn dài trên má, Luân nhớ lại đêm trung thu năm ấy, khi ăn cơm cậu nói với cha mẹ và anh trai: "Mẹ yên tâm đi, sau này con làm cảnh sát rồi sẽ bảo vệ anh trai, không để cho bất kỳ ai bắt nạt anh con cả." Sợ cha mẹ nghe thấy tiếng khóc của mình, cậu cố nín lặng, dùng tay giữ chặt miệng để không phát ra tiếng nấc và ôm chặt lấy bức ảnh. Anh trai đã đi thật rồi, đã rời khỏi thế giới này thật rồi, sau này sẽ không còn cần cậu bảo vệ nữa rồi. Cậu cứ nghĩ rằng mình là cảnh sát sẽ bảo vệ được anh, nhưng không những không bảo vệ được anh, trái lại anh còn cứu mạng mình. Lau khô những giọt lệ trên má, Luân cởi bỏ trang phục cảnh sát và đi ra khỏi phòng, hướng tới cổng nhà và ra ngoài. Thấy con trai vội vàng đi ra ngoài, cha cậu nói vọng theo như sợ con đi mất: "Luân à, con vừa về lại vội đi đâu đấy?" Luân quay qua nói với cha: "Cha yên tâm đi cha, con đi ra ngoài một lát, đến tối con sẽ về ăn cơm đoàn viên với cha mẹ mà." Nhìn thấy dáng vẻ kiên quyết của con trai, cha cậu chỉ còn biết lắc đầu thở dài và đôi chút phân vân khó hiểu. "Hài, nó là cục trưởng cục cảnh sát, có bao giờ ở nhà lại đêm trung thu đâu. Lần này không biết vì sao mà nó lại có thể ở nhà ăn cơm đoàn viên với mọi người." Đi ra khỏi cổng, Luân tiến thẳng tới cục cảnh sát và tới gặp lãnh đạo, đồng thời xin lĩnh số tiền thưởng 500 triệu. Cậu cũng gửi cho lãnh đạo lá đơn xin từ chức của mình. Người đồng nghiệp lắc đầu nhìn cậu một cách khó hiểu và hỏi: "Luân à, hôm nay cậu làm sao thế? Lần này cậu có thể lập được công lớn và sẽ được thăng chức. Chả phải cậu đang mong muốn thăng chức còn gì, sao lại từ chức để bỏ lỡ đi cơ hội này vậy?" "Chính bởi vì tôi không muốn bỏ lỡ cơ hội này nên mới xin từ chức để có cơ hội về nhà đón trung thu và ăn cơm đoàn viên với gia đình." Nói rồi cậu bước nhanh ra cửa về nhà. Luân đã đánh mất cả cuộc đời của anh trai mình. Cậu không muốn vì công việc tất bật mà bỏ quên cả gia đình và lãng phí cơ hội sống mà cô đã hy sinh cả tính mạng để giữ lại cho cậu và mẹ. Tình cha mẹ dành cho con vô bờ bến như thế. Vậy mà đây đó vẫn còn những đứa con mất nhân tính, sẵn sàng hắt hủi, chửi mắng, đánh đập, thậm chí sát hại hai đấng sinh thành,
từng sinh ra và nuôi nấng mình khôn lớn. Đối với họ, tiền quan trọng hơn cả tình người. Như bài viết đẩy cha mẹ già ra đường ăn Tết với cổ quan tài. Từ 8 năm nay, vợ chồng cụ Nguyễn Văn Quý, 84 tuổi, và cụ Nguyễn Thị Chén, 82 tuổi, ngụ thôn Đồng Lư, xã Đồng Quan, huyện Quốc Oai, Hà Nội, bị 7 người con đẩy ra đường cùng cổ quan tài. Hai cụ lấy nhau rồi lập nghiệp bằng hai bàn tay trắng, tần tảo nuôi 7 người con khôn lớn. Tuy không bằng ai, nhưng hai cụ vẫn cố gắng lo lắng cho con cái chu đáo. Ba người con trai thì cho mỗi anh một cơ ngơi khi lấy vợ. Khi người con thứ ba lấy vợ, hai cụ đã bán đất lấy tiền cho con xây nhà và về ở nhà người con trai cả. Người con cả khi đó đã hậm hực hắt hủi bố mẹ với lý do: bao nhiêu tiền cho thằng thứ ba hết, tôi không được gì. Trong khi chính anh ta tự hưởng mảnh đất trước của bố mẹ cho. Cho đến bài Nghịch Tử Giết Cha Mẹ, đó là Lưu Văn Thắng, sinh năm 1986, xin tiền bố mẹ để trả nợ, nhưng bị bố mẹ mắng chửi, Thắng đã cầm dao đâm liên tiếp vào bụng cha, rồi quay sang tiếp tục sát hại cả mẹ ruột. Thậm chí, khi người cha tỉnh dậy trong cơn say máu, Thắng tiếp tục đâm cha thêm nhiều nhát nữa, khiến người cha chết ngay tại chỗ. Người viết chỉ nêu hai câu chuyện trong muôn nghìn câu chuyện ngược đãi cha mẹ xảy ra hàng ngày. Đây chính là hồi chuông báo động cảnh tỉnh mọi người về tình trạng đạo đức xã hội đang trên đà suy thoái. Chúng ta sinh ra và lớn lên là nhờ công ơn cha mẹ nuôi nấng dạy dỗ nên người. Phận làm con, chúng ta hãy cố gắng nỗ lực báo đáp cha mẹ theo khả năng của mình. Không nên đổ thừa hoàn cảnh vì lý do này, vì bận việc kia. Chúng ta sống hiếu thảo với cha mẹ thì tất nhiên con cái chúng ta sẽ hiếu thảo lại mình. Nhưng mùa Du Lan báo hiếu lại về, người viết xin gửi đôi dòng đến những người con diễm phúc còn đủ cha mẹ, hay những người con chỉ còn cha hoặc còn mẹ, để mai này cha mẹ không còn thì mình không có gì hối tiếc bằng hai chữ giá như. Chúng ta hãy cố gắng làm một điều gì đó thật đơn giản mà thánh thiện, để cho hương thơm của hoa hiếu hạnh ngàn đời vẫn luôn tỏa rạc. Cho đạo lý từ bi từ đây được thay qua kết trái trong vườn ươm đạo lý nhiệm màu giải thoát. Tình cha sẽ mãi mãi hiện hữu trên bước đường của những người con đã trừng diện quay về. Tình cha ấm áp như dần thái dương, ngọt ngào như dòng nước tuôn đầu nguồn. Suốt đời vì con gian nan, ân tình đậm sâu bao nhiêu, cha hỡi, cha già dấu yêu. Du Lan về, chợt nhớ mẹ quê. Tác giả Diên Thắng. Vườn rau xanh ngắt một màu, có đàn gà con đương đắng. Mẹ quê vất vả trăm chiều, nuôi đàn, nuôi một đàn con chắc chiêu. Nếu người nào đã từng sinh ra và sống ở miền quê, thì mới thấu hiểu nỗi vất vả nhọc nhằn của những bà mẹ quê. Từ mờ sáng cho đến tối mịt, mẹ tất bật với vô số việc không tên mà chẳng thấy mẹ nghỉ ngơi, từ ngày này qua ngày khác. Cuộc đời mẹ quanh năm cực khổ sau lũy tre làng, chỉ biết lặng lẽ hy sinh, lo cho chồng, cho con mà không hề than thở. Thật vậy, mẹ khổ nhọc nuôi con mà không bao giờ mong cầu đền đáp. Chỉ cần chúng ta nắm lấy bàn tay gầy guộc nhăn nheo, hay bàn tay to bè, xù xì thô ráp, nắng cháy, sạm đen, với những đường gân tay gồ ghề thô kệch, là thấu hiểu cuộc đời cực khổ của mẹ. Đôi bàn tay mẹ to bè, xù xì là do những ngày nắng nóng khô hạn, đồng lúa khô héo. Mẹ đã kéo từng gào nước đổ vào ruộng đang chờ mưa. Đôi bàn tay mẹ thô ráp sần sùi là kết quả của những mùa gặt lúa đường câu liêm dọc ngang, cắt lúa, bỏ lúa và gánh lúa về mỗi mùa thu hoạch. Sau mùa thu hoạch, rồi lại lo việc cày, cấy, vân vân. Mẹ làm xong việc ngoài đồng, về đến nhà thì có vô số việc không tên như dọn dẹp nhà cửa,
giặt quần áo, cơm nước, chăm sóc đàn heo, đàn gà, vân vân. Thật đúng như ai đó đã nói, quanh năm có nghỉ ngày nào, sớm khuya làm lụng, người hao mặt gầy, rét đông đi cấy, đi cày, nóng hè bãi cát, đường lầy đồi khoai. Trên đời này chúng ta thấy, chỉ người hy sinh thân mình, suốt đời lo chúng ta vô điều kiện. Đó chính là mẹ. Mẹ có sức chịu đựng bền bỉ, làm nhiều công việc cùng một lúc mà chẳng có giờ nào nghỉ ngơi. Mẹ là người ăn cơm sau cùng. Khi cả nhà ăn trước no nê rồi, mẹ mới chịu ăn. Suốt đời mẹ chưa hề biết ngày lễ dành cho mẹ, mà chỉ luôn theo dõi bước chân con mình. Dù cho nó đã lớn khôn, mẹ mới là người dám từ bỏ sở thích của mình, làm việc luôn tay và thường tỏ ra vui vẻ với con cái. Cho dù cuộc đời mẹ chịu nhiều phong ba bão tố cuộc đời, nhưng mẹ vẫn lặng lẽ chịu đựng một mình. Ngồi viết đến đây, người viết chợt nhớ câu chuyện Người mẹ một mắt, kể về người mẹ nghèo tần tảo nuôi người con trai khôn lớn và anh được học hành đến nơi đến chốn. Thế nhưng điều làm cho anh xấu hổ nhất là bị bạn bè trêu chọc vì mẹ anh chỉ có một con mắt. Nên anh nói thẳng với mẹ: "Mẹ, tại sao mẹ chỉ còn một bên mắt thôi? Mẹ đã biến con thành trò cười cho thiên hạ." Nghe con nói, người mẹ đau đớn tột cùng, chỉ biết khóc thầm lặng lẽ. Chính vì ghét người mẹ nghèo khó và chỉ có một mắt mà anh quyết chí học, nên được đậu vào trường đại học danh tiếng. Thế là anh rời bỏ người mẹ tội nghiệp, lên thành phố nỗ lực học tập. Về sau, anh là người đàn ông thành đạt và hạnh phúc, có vợ đẹp, con ngoan, nhà cửa sang trọng, có địa vị trong xã hội, nên anh quên đi hình ảnh người mẹ nghèo nàn tật nguyền nơi quê nhà. Một hôm, mẹ anh nhớ con không chịu nổi nên lặn lội tìm đến nhà anh. Gặp mẹ, mặt anh tối sầm lại, lạnh lùng hỏi: "Bà đến có chuyện gì không? Bà là ai?" Thế là người mẹ ra về trong nỗi cay đắng, đau đớn, buồn tủi. Một ngày, anh được mời về trường cũ để họp nhân ngày kỷ niệm thành lập trường. Sau buổi họp mặt, anh lái xe đi ngang qua ngôi nhà mà tuổi thơ anh đã từng gắn bó, túp liều tranh mục nát, lụp xụp, ẩm ướt. Lúc này nó vẫn thế. Anh xuống xe và bước vào nhà thì thấy mẹ nằm ở đó đã tắt thở, ngay giữa sàn đất lạnh lẽo. Bên cạnh có rất nhiều người hàng xóm tốt bụng chuẩn bị lo hậu sự. Và bước vào sân, anh vô tình nghe được câu chuyện của những người lớn tuổi. "Khổ thân bà cụ, ngày trước con trai bà bị tai nạn, vĩnh viễn mất đi một con mắt. Vì không thể nhìn con lớn lên bị khiếm thị trên khuôn mặt đáng yêu, nên bà đã hy sinh con mắt của mình cho con. Thế mà bao nhiêu năm qua, thằng con đó không hề lai vãng về thăm mẹ một lần." Thế giới quanh anh như đang sụp đổ. Anh khóc lóc hối hận thì đã quá muộn màng, không còn cơ hội để anh chuộc lại tội lỗi. Đọc qua câu chuyện, chúng ta thấy ngày nay có rất nhiều người con đã đối xử với mẹ mình giống như chàng trai trong câu chuyện trên. Có những em sinh viên xuất thân từ miền quê, cha mẹ làm nghề nông hay lao động tay chân thì không dám nói thật với bạn bè. Có những bà mẹ quê vì con đậu đại học mà phải theo con vào thành phố để đi bán vé số, hoặc giúp việc nhà, hoặc buôn thúng bán bưng để có tiền chu cấp cho con ăn học hàng tháng. Vậy mà các người con này tình cờ gặp mẹ trên đường phố thì vội lẩn tránh vì sợ chúng bạn biết được sẽ chê cười. Ngày nay, thế giới đã công nhận người mẹ, người phụ nữ có vai trò rất quan trọng trong đời sống của nhân loại. Vì vậy, thế giới đã tìm ra nhiều cách, lựa chọn ra rất nhiều ngày để tôn vinh vai trò công lao của người phụ nữ. Ở Việt Nam ta, có rất nhiều ngày tôn vinh người mẹ, người phụ nữ trong một năm, như Ngày lễ Quốc tế Phụ nữ 8 tháng 3, Ngày Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10, Ngày lễ Vu Lan, vân vân. Vì mà những người mẹ ở quê tôi nói riêng, và những người mẹ quê ở khắp mọi miền đất nước nói chung,
chưa hề biết đến ngày của mẹ. Và những người mẹ này cũng chưa được một lần nhận quà hay những món quà từ những đứa con tặng mẹ. Suốt đời mẹ quanh năm lam lũ làm lụng, cho dù cực khổ đến đâu, mẹ vẫn cam chịu, chỉ mong con mình ngày mai được tương lai sáng lạc. Hai vai mẹ bọc gánh đầy huyền thoại, tình yêu thương hào phóng đến vô cùng. Hình hài con khi còn là hạt bụi, lớn lên dần qua tim mẹ bao dung. Mùa Du Lan lại về, người viết chợt nhớ đến tất cả người mẹ quê mà thấy thương vô cùng. Thế nhưng không phải mùa Du Lan về chúng ta mới nhớ đến mẹ, mà hãy thương yêu, chăm sóc khi mẹ còn biết. Vì thế, bất cứ lúc nào, ngày nào mẹ chúng ta còn sống, còn nhận biết được, thì hãy cố gắng hiếu thảo với mẹ. Chúng ta không nên để mẹ một năm dài đằng đẵng ngồi đếm đến đúng ngày này, thì những đứa con mới tỏ lòng biết ơn. Đơn giản thôi, bởi vì mẹ là người làm được công việc vĩ đại nhất, kỳ diệu nhất, phi thường nhất trên thế gian này, nên mẹ xứng đáng nhận được tình cảm và lòng hiếu thảo của chúng ta trọn vẹn. Lễ hội tình người, tác giả Thích Thiện Đạo. Mỗi độ thu sang nhớ bóng người, đây mùa hiếu hạnh mãi xanh tươi. Bao tâm hồn trẻ nương theo dấu, của bước người đi tỏa sáng ngời. Lễ hội Du Lan không biết từ bao giờ đã trở thành truyền thống đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc ta, của mọi người con Phật khắp nơi trên thế giới. Du Lan rằm tháng 7 là lễ hội tình người, nhằm nhắc nhở tinh thần hiếu đạo, tinh thần nhớ ơn và báo ơn đối với tiền nhân, ông bà, cha mẹ, với tất cả những người đã đem lại cho chúng ta cuộc sống an lành hạnh phúc hôm nay. Du Lan rằm tháng 7 là dịp để mọi người ý thức sâu sắc hơn nữa bổn phận làm con đối với hai vị thần cao cả trong đời là cha mẹ, những người đã gây dựng và bảo hộ chúng ta suốt chiều dài của không gian và thời gian của một đời người. Không có cha mẹ thì không có con cháu, không có sự nghiệp hôm nay của chúng ta. Cha mẹ đã đồng hành với chúng ta qua các giá trị tốt đẹp từ thế hệ này sang thế hệ khác. Dù có khôn lớn, có thành công tới đâu, thì chúng ta vẫn thấy nhỏ bé khờ dại trước giá trị hiện hữu của cha mẹ. Du Lan rằm tháng 7 còn là lễ hội truyền thống văn hóa của dân tộc, mang đậm tính nhân gian, nhằm tôn vinh những giá trị tinh thần cao đẹp của một dân tộc có hơn 4.000 năm văn hiến, nhằm giáo dục lòng tôn kính tiền nhân, tổ tiên, ông bà, cha mẹ, để tiếp tục xây dựng một xã hội có hiếu nghĩa, thủy chung, thương yêu gắn bó. Mọi người cùng chia bùi xẻ ngọt, nhường cơm xẻ áo trong những lúc gian nan cực khổ. Chim có tổ, người có tông là đạo lý làm người, là truyền thống văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc. Để từ trên nền tảng nhân văn này mà xây dựng một cuộc sống không có người vong ân bội nghĩa, mất gốc quên nguồn, phản dân hại nước. Du Lan rằm tháng 7 cũng là lễ hội của sự cầu nguyện tưởng niệm anh hùng liệt sĩ, các thánh tử đạo, vì đạo quên thân, vì dân quên mình. Dòng máu của họ đã thấm sâu vào lòng đất mẹ để sanh tốt cây tự do, thấm tươi qua dân chủ. Họ đã nằm xuống cho tổ quốc trường tồn, đạo pháp mãi mãi xương minh. Rằm tháng 7 xá tội vong nhân còn thể hiện một triết lý sống vị tha nhân ái, không những chỉ cho người còn sống trên cõi đời này biết quay về nẻo thiện, mà còn giúp cho người chết ở cõi âm giác ngộ được cảnh vô thường đau khổ, luân hồi thọ báo trong chốn u độ ác đạo, mà phát tâm bồ đề hướng về tam bảo, nương nhờ thần lực của chư Phật, thánh tăng để được siêu sanh thoát khổ. Trong bài văn tế thập loại chúng sanh, cụ Nguyễn Du có diễn tả nội dung này như sau: tiết đầu thu lập đàn giải thoát, nước tịnh bình rưới hạt dương chi, muôn nhờ đức Phật từ bi giải quan cứu khổ hồn về Tây Phương. Sâu sắc và ý nghĩa hơn cả là mùa Du Lan báo hiếu rằm tháng 7 còn nói lên tinh thần cảm thông chia sẻ với những ai đã thiếu may mắn,
không còn cha mẹ ở đời, để mỗi đồ du lan về, nhìn người khác có diễm phúc được cài hoa hồng trên ngực áo, mà lòng bỗng lạnh đau tê tái khi ngực mình đón nhận đóa hồng trắng. Trắng lạnh cả tâm hồn. Bởi vì tôi thấy tôi mất mẹ là mất cả bầu trời. Cũng xin chúc mừng đến những ai đã có diễm phúc được cài đóa hồng hạnh phúc trên ngực áo, bởi vì còn cha mẹ là còn tất cả. Hôm nay, một lần nữa, mùa du lan báo hiếu lại trở về, nhằm nhắc nhở chúng ta. Những người con Phật yêu đạo mến đời, luôn luôn ghi nhớ và thể hiện nét đẹp tình người. Hiếu trung nhân nghĩa, biết yêu thương, cảm thông, chia sẻ mọi cảnh ngộ của cuộc sống, nhằm xây dựng một cõi cực lạc trên hành tinh này. Khi nào cuộc sống chưa hết, những cảnh thương tâm như bất hiếu, ngỗ nghịch, dông ân bội nghĩa, tranh giành hãm hại, đua đòi theo cái mới, quên gốc xa nguồn, thiếu văn hóa, mất đạo đức, coi nhẹ các giá trị tâm linh, thì khi ấy, tinh thần nhân bản của mùa du lan báo hiếu vẫn còn có giá trị thiết thực như là thần dược, có khả năng chữa khỏi các căn bệnh trầm kha của thời đại. Nguyện cầu đất nước phú cường, nhân dân hạnh phúc. Nguyện cầu thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc. Nguyện cầu bốn tối tiêu tan, tình thương thể hiện. Lần đầu con cài hoa trắng. Tác giả Diên Thắng. Tháng 7 ngày trăng, mùa hiếu du lan về, hoa hồng người ta cài áo sắc hồng tươi, riêng con hoa trắng, trắng màu xót thương. Mẹ ơi, thương mến khôn lường, mất mẹ rồi đời hết ngây thơ. Mùa du lan lại sắp về, lời kinh tiếng hát nói về công ơn cha mẹ lại vang vọng. Khi nghĩ đến du lan năm nay, trên ngực con đó hồng trắng là nước mắt con tuôn rơi. Nhớ những mùa du lan năm trước, trên ngực con cài đó hoa hồng, con vui mừng hạnh phúc nghĩ mẹ vẫn còn đang hiện hữu trên thế gian này. Khi nhìn vài em bé còn nhỏ dài mà cài đó hoa trắng, đứng ngơ ngác lạc lõng giữa những em cài đó hoa hồng, con chợt thấy thương cho các em sớm xa bàn tay yêu thương chăm sóc của mẹ. Đến lúc này con mới thật sự thấm thía nỗi đau mất mẹ. Con mới thấy mình bơ vơ đơn côi, và con mới thấu hiểu được nỗi buồn của những em sớm xa mẹ. Du lan về làm cho con nhớ mẹ quay quắt. Con thèm nghe tiếng mẹ gọi con, thèm những món ăn mẹ nấu, và thèm nghe giọng nói mẹ hớn hở vui mừng qua điện thoại khi con gửi về cho mẹ vài món quà nho nhỏ. Nhớ mùa du lan năm nào khi con mới vào chùa, nhưng mùa du lan con gửi về biếu mẹ cặp áo gối có thêu bốn chữ kính dâng mẹ hiền. Mẹ hạnh phúc vui mừng mà nước mắt chảy dài, cứ ôm nó ngắm mãi. Sau đó có ai tới nhà chơi, mẹ đều đem cặp áo gối ra khoe: cô Út gửi về cho tôi nhân mùa du lan. Cặp áo gối ấy mẹ cất giữ kỹ lưỡng như báu vật thiêng liêng, không bao giờ mẹ đem ra nằm. Chỉ chờ mỗi lần con về thăm nhà, mẹ mới lấy ra cho con nằm. Gần 30 năm trôi qua mà nó vẫn còn mới toanh. Mẹ ơi, thế là hết rồi. Bắt đầu từ nay, con đâu còn mẹ để gửi về những món quà mẹ thích. Con đâu còn niềm hạnh phúc gọi to: mẹ ơi, con mới về. Mẹ ơi, con đói bụng. Mẹ ơi, con thích ăn món này. Hai tiếng mẹ ơi, giờ con cảm thấy thiêng liêng và cao quý biết nhường nào. Tình cảnh con lúc này thật đúng như nhạc sĩ Trần Lẩm Ẩn nói hộ lòng: mồ côi tội lắm ai ơi, đói cơm khát nước biết người nào lo. Từ nay mỗi lần con về thăm nhà, không còn mẹ để dòi dỉnh, mẹ nheo, đòi hỏi những thứ con thích. Giờ thì chỉ còn mình con lặng lẽ ra vào, nhìn đâu cũng thấy hình ảnh mẹ, mà không biết mẹ sanh về cõi nào. Trăng thu bóng ngã bên thềm, thương mẹ con biết kiếm tìm nơi đâu. Mẹ ơi, là người con học Phật, con chỉ biết làm chút công đức nào
con xin hồi hướng cho mẹ. Mỗi thời kinh luôn cầu nguyện cho mẹ sớm được giảng sanh về thế giới cực lạc. Nơi ấy, mẹ sống an lạc, thảnh thơi, tu hành, không còn chịu nhiều đau khổ, cay đắng như cõi ta bà này. Và con cũng phát nguyện sanh về cực lạc tu học. Khi nào chứng ngộ, thì mẹ con mình cùng nhau trở lại độ sanh mẹ nhé. Mẹ về cực lạc ít năm thì, từ giá ta bà, con cũng đi. Mẹ nhớ đón con bên nước Phật. Mẹ, con cùng dự hội liên kỳ. Đẹp thay những người con hiếu thảo. Tác giả Diên Thắng. Đói lòng ăn trái ổi non, nhịn cơm nuôi mẹ cho tròn nghĩa xưa. Cao đẹp thay tấm lòng hiếu thảo của những người con dành cho cha mẹ. Từ nghìn xưa, những tấm gương hiếu thảo luôn chiếu sáng mãi trong lòng mọi người cho đến ngày hôm nay. Chính vì thế mà Đức Phật dạy: tâm hiếu là tâm Phật, hành hiếu là hành Phật. Chúng ta sinh ra ở cõi đời này, ai cũng phải có cha mẹ nuôi nấng dạy dỗ thì mới trưởng thành nên người. Thế nhưng theo phước nghiệp của mỗi người mà sinh ra hoàn cảnh gia đình khác nhau. Có người sinh ra trong gia đình giàu sang, đầy đủ mẹ cha, nên cuộc sống ấm no sung sướng. Có người dù sinh ra trong gia đình nghèo khổ, nhưng cha mẹ hết lòng lo cho con cái. Có người sinh ra gặp hoàn cảnh bất hạnh, cha hoặc mẹ mất sớm, hoặc cha mẹ chia tay nhau, vân vân. Bất luận hoàn cảnh như thế nào, nhưng tình thương cha mẹ dành cho con thì vô cùng tận. Như ai đó đã nói: tần tảo sớm hôm mẹ nuôi con khôn lớn, mang cả tấm thân cha che chở đời con. Vì thế, Đức Phật thường nêu công ơn cha mẹ dành cho con cái thật là cao cả, không thể nào nói hết được. Ngài trình bày tỉ mỉ về luật tương quan sinh tồn của con người, và người còn sống ở đời được thành người là nhờ công ơn sanh thành dưỡng dục của cha mẹ trải biết bao khó khăn gian khổ theo năm tháng. Do đó, phần làm con báo hiếu cho cha mẹ là việc phải làm. Vì thế, từ phàm phu tục tử cho đến thánh nhân, việc báo hiếu cho cha mẹ là việc đứng đầu. Vì vậy, chúng ta thấy Đức Phật nói về công ơn cha mẹ ở rất nhiều kinh. Không những Ngài chỉ dạy chúng ta cách báo hiếu cho cha mẹ như thế nào, mà chính Ngài thực hành hành hiếu để làm tấm gương cho hàng đệ tử và mọi người. Khi còn là thái tử, Ngài đã hiểu rõ nguyên nhân khổ đau của con người là do si mê ái dục, nên chúng sanh bị luân hồi trong sáu đường. Vì thương chúng sinh mà tâm báo hiếu phụ dương và mẫu hậu thúc đẩy, nên Ngài từ bỏ cung vàng điện ngọc, vợ đẹp con xinh để tìm đạo giải thoát cho song thân và cho chúng sinh. Chính nhờ tâm từ và hành hiếu này làm thành sức mạnh giúp Ngài giữ vững ý chí chuyên tâm tìm đạo, tu hành khổ hạnh suốt 6 năm và 49 ngày nhập thiền định. Cuối cùng, Ngài chứng vô thượng chánh đẳng chánh giác. Sau khi thành đạo, Ngài đi quá độ khắp mọi nơi, rồi trở về thành Ca Tỳ La Vệ, thuyết pháp độ phụ dương đắc quả thánh, lại lên cung trời Đao Lợi thuyết pháp độ mẫu hậu. Đến khi phụ dương từ trần, chính Ngài khiêng quan tài để làm gương cho những người con bất hiếu ở đời sau, và tự thân làm lễ trà tỳ cho phụ dương. Ngài thể hiện hành hiếu thảo đúng như trong kinh Hiếu Tử dạy: cúng dường cha mẹ không gì bằng khuyên cha mẹ làm việc lành, bỏ việc ác. Nếu không thể cải hóa cha mẹ phụng trì tam bảo, thì cho dù có hiếu dưỡng cha mẹ vẫn gọi là bất hiếu. Cho đến ở Trung Quốc, Lục Tổ Huệ Năng khi còn tại gia làm nghề bán củi để nuôi mẹ già. Trước khi tổ muốn đến Hoàng Mai học đạo, thì tổ thu xếp lo cho mẹ già yên ổn, rồi mới từ biệt mẹ đi tìm thầy học đạo. Ở Việt Nam ta có câu chuyện cảm động vô cùng, nói về đức hạnh báo hiếu bằng trí tuệ thật là cao cả. Đó là Tổ Cua ở chùa Què Nhai. Khi tổ còn ở nhà chưa xuất gia, một hôm mẹ Ngài đi chợ về mua một rổ cua định để chiều nấu ăn. Nhưng khi mẹ Ngài đi ra ngoài có việc
thì ngài đem đổ hết xuống sông. Đến khi mẹ ngài về, thấy không có rổ cua liền hỏi. Ngài thưa: Mẹ ơi, con đổ cua xuống sông hết rồi. Sao con lại đổ đi? Vì con nghe chúng nó kêu la than khóc quá, con chịu không nổi, nên con đã thả cho nó được tự do. Vậy sao ngài xin phép mẹ đi xuất gia và đi mãi không trở về nhà từ đó. Một hôm, tình cờ ngài hay tin mẹ đang bán nước uống ở một làng nọ, nên ngài tìm đến nơi, thì thấy có một quán nước bên vệ đường, liền ghé vào uống. Ngài thấy trong quán có một cụ bà bán nước lùm cùm pha nước cho ngài. Ngài nhìn thấy biết đúng là mẹ mình. Khi bà già đem nước ra, ngài hỏi: Bà cụ có thích ở chùa không? Bà cụ trả lời: Dạ, nếu hòa thượng thương tưởng cho con được ở chùa ăn mày công đức thì con mừng lắm. Ngài không hề để lộ gốc tích cho chúng tăng trong chùa biết, và cũng không cho mẹ biết mình là con bà. Thường ngày, ngài muốn tạo thiền tâm cho mẹ bằng cách bảo bà nhổ cỏ. Mỗi ngày, ngài chia cho bà nhổ một khoảnh vừa sức, rồi dần dần bớt nhổ lại khi thấy sức bà yếu. Hằng ngày, ngài vẫn đối xử với bà như mọi người, chẳng biểu hiện một chút quan tâm đặc biệt. Vì thế, suốt thời gian dài mà mọi người trong chùa vẫn không ai biết đó là mẹ ngài. Một hôm, ngài có Phật sự phải đi xa. Lúc này, mẹ ngài đã quá già yếu, chưa biết mất lúc nào. Nên trước khi đi, ngài dặn lại chúng tăng: Trong thời gian thầy vắng chùa, ở chùa bà già có mất thì đến báo gấp cho thầy và đợi thầy về tỉnh liệm. Thật đúng như ngài dự đoán, ngài đi chỉ mới vài hôm thì bà cụ mất. Chúng tăng làm theo lời ngài dặn, nhắn tin và đợi ngài về. Khi ngài về nhập liệm cho mẹ xong, mới nói cho mọi người biết: Bà cụ này chính là mẹ ruột của thầy. Nghe xong, ai nấy đều rất cảm động, sửng sốt, thầm tán thán đức hạnh của ngài. Đọc qua câu chuyện, chúng ta thấy tình thương ngài dành cho mẹ bằng trí tuệ thật tuyệt vời. Chính vì vậy mà mẹ ngài tính được tội lỗi với Tam Bảo. Đây là tấm gương hiếu hạnh đúng chánh pháp của người xuất gia. Còn người tại gia, trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta bắt gặp rất nhiều người. Có những cô gái hy sinh tuổi xuân của mình để nuôi cha mẹ già. Có các chàng trai không ngại dơ quế chăm sóc cha mẹ già bệnh tật, giặt quần áo cho cha mẹ ăn uống, vân vân. Và cũng có rất nhiều nàng dâu hiếu thảo với mẹ chồng. Gần đây, hình ảnh một em bé bón thức ăn cho người mẹ cụt tay nhanh chóng được lan truyền trên Internet, khiến nhiều cư dân mạng rơi nước mắt, với lời tựa đề đầy xúc động: Đói lòng ăn trái ớt cay, để cơm nuôi mẹ đôi tay không còn. Dù cho sông cạn núi mòn, một ngày còn mẹ, con còn tương lai. Thế nhưng, bên cạnh những hình ảnh đẹp và những người con hiếu thảo, thì vẫn có vô số hình ảnh xấu đau lòng, vì con cái ngược đãi cha mẹ lúc tuổi xế chiều. Trước đây, nếu người con có lời nói hay cử chỉ bất kính với cha mẹ, thì khó có thể ngẩng đầu sống giữa cộng đồng. Ngày nay, có nhiều vụ bạo hành, thậm chí là hành hung, và đỉnh điểm là những vụ con cháu tước đoạt sinh mạng của ông bà, cha mẹ. Dư luận cho rằng đó là những kẻ côn đồ, là tội phạm, đã không còn tính người và bị lên án dữ dội, vân vân. Lại có những người con, người cháu, vì lòng tham, thực hiện những hành vi gian dối nhằm trục lợi từ chế độ chính sách. Hành vi đó tuy không trực tiếp gây hại cho cha mẹ ông bà mình, nhưng bản chất bất kính cha mẹ thì không khác gì bọn tội phạm nói ở trên. Gần đây, báo chí đã phát hiện một loạt vụ sai phạm trong việc làm hồ sơ để hưởng chế độ tại tỉnh Nghệ An. Đó là ông Đỗ Hữu Vinh, con trai bà Hồ Thị Mau, trú tại khu phố 3, thị trấn Quán Hành, huyện Nghi Lộc, đã khai mẹ mình đã chết để hợp thức hóa việc lĩnh tiền tử tuất một lần sau cái chết của vợ mình, trong khi bà Mau là mẹ ông vẫn còn sống. Tương tự là ông Phạm Xuân Văn ở Nghi Ân, thành phố Vinh, cũng khai tử mẹ mình
để được hưởng trợ cấp sau khi vợ mình chết. Qua câu chuyện trên, một trong vô số câu chuyện đau lòng xảy ra trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta thấy thật đau lòng. Ngày nay, đời sống vật chất con người càng đầy đủ, xã hội ngày càng văn minh, thì tinh thần đạo đức ngày càng suy thoái. Ông cha ta thường nói, trẻ cậy cha, già cậy con. Từ nghìn đời nay, người Việt ta luôn thấm nhuần đạo lý này, cũng là thể hiện truyền thống uống nước nhớ nguồn. Phần làm con, chúng ta phải biết chăm sóc thương yêu cha mẹ, đặc biệt là khi về già. Nếu chúng ta hiếu thảo với cha mẹ mình, thì con cái sẽ hiếu thảo lại với chúng ta, đó là điều tất nhiên. Nếu mình hiếu với mẹ cha, thì con cũng hiếu với ta khác gì. Nếu mình ăn ở vô nghị, đừng mong con hiếu làm gì uổng công. Nhưng mùa Vu Lan lại về, nhưng nhắc nhở mọi người nhớ về công ơn sanh thành dưỡng dục của cha mẹ. Nếu người nào được thuận duyên sớm hôm gần gũi cha mẹ, thì hãy hết lòng lo cho cha mẹ. Còn những người con vì cuộc sống mà phải tha phương cầu thực, không thể thăm viếng hầu hạ cha mẹ sớm hơn, thì chúng ta có thể báo hiếu cha mẹ bằng rất nhiều cách, để một mai song thân không còn, chúng ta sẽ không có hối tiếc. Người viết xin mượn bài kệ trong kinh Tâm Địa Quán để kết thúc. Cha lành ơn cao như núi Thái, mẹ hiền ân sâu như biển cả. Nếu ta ở đời trong một kiếp, nói ơn mẹ hiền không thể hết. Mẹ xa con thật rồi. Tác giả Nhiên Thắng. Mẹ không còn nữa, mẹ đã xa rồi. Nhà xưa ngõ vắng, bóng mẹ in dài. Mẹ không còn nữa để con nhắc mẹ, niệm Phật đi chùa cũng như bà nội. Chiều nay con trở về căn nhà xưa, những ngôi nhà cũ thân thương, mọi cảnh vật đang hiện hữu trước mặt con. Nhưng con không bao giờ thấy được hình dáng mẹ thân yêu. Con bước đến bàn thờ mẹ thắp hương, ngước lên di ảnh mẹ đang nhìn con mỉm cười, khiến cho con càng nhớ mẹ quay quắt. Nhớ những ngày mẹ còn, khi con về thăm nhà khoảng một tuần, rồi con trở về chùa. Hay tin con sắp về, mẹ tất bật chuẩn bị đầy đủ, rửa chén đũa, nồi niêu thật sạch để riêng cho con. Rồi mẹ lo đi chợ, mua sẵn thức ăn để đón con về. Tình mẹ dành cho con rất mộc mạc, bình thường, nhưng thật phi thường vô cùng. Con cứ vô tư đón nhận tình thương yêu, chăm sóc của mẹ như là điều tất nhiên, mà không nghĩ đến mẹ cũng cần chúng con quan tâm, chia sẻ vui buồn trong cuộc sống. Mẹ ơi, từ nay thế là hết rồi. Mỗi lần con về thăm nhà, không còn thấy hình ảnh mẹ vui mừng hớn hở đón con về. Nhớ có lần con về bất ngờ, không báo trước cho mẹ hay. Nghe tiếng con về, mẹ đang mặc áo, chưa kịp cài nút, vội chạy ra mừng rỡ đón con. Hình ảnh mẹ lúc ấy khiến con thương mẹ vô cùng. Con chợt nhớ đến câu chuyện xưa. Dương Phủ muốn tìm thầy học đạo. Anh nghe ở Tứ Xuyên có hòa thượng Vô Tế là bậc đạo cao đức trọng, nên anh từ giả mẹ lên đường tìm thầy. Đến nơi, anh gặp hòa thượng và được ngài chỉ dạy. Con hãy trở về, trông thấy người nào quấn mệnh giải, chân mang dép ngược, đó chính là Đức Phật. Anh nghe hòa thượng dạy, liền quay trở về để gặp Đức Phật. Khi anh trở về tới nhà, trời đã khuya. Anh gọi mẹ mở cửa. Người mẹ nghe tiếng con gọi, bà quá đỗi vui mừng liền chạy ra, không kịp mặc áo, nên giới đại chiếc mệnh giải khoác lên người và xỏ dép ngược, vội chạy ra mở cửa đón con. Dương Phủ thấy mẹ khoác mệnh giải, mang dép ngược, chợt hiểu rằng cha mẹ chính là hai vị Phật sống. Trong kinh Đức Phật cũng dạy, cha mẹ tại tiền như Phật tại thế. Cho nên chị em chúng con hết lòng lo cho mẹ đầy đủ. Mặc dù con rất thương mẹ, nhưng con là con của Phật, không thể ở bên mẹ hầu hạ sớm hơn. Một năm con chỉ về thăm mẹ một lần, nên mỗi lần con về, mẹ luôn quấn quýt bên con kể đủ mọi chuyện. Con sợ mẹ bị những chuyện tạp nham thế gian lôi kéo sao lãng niệm Phật, nên khuyên mẹ phải thường xuyên niệm Phật.
mẹ làm theo con, nhưng có vẻ hơi buồn, vì mẹ có lâu ngày mới gặp mặt. Mẹ ơi, bây giờ con mơ ước được nghe giọng nói của mẹ một lần thôi, vẫn không bao giờ nghe được. Hai tiếng mẹ ơi con gọi hoài, khản cả cổ rồi mà vẫn rơi vào thinh không. Nay con về thăm nhà, một mình lặng lẽ lủi thủi rồi tự lo cho mình, đâu còn mẹ chăm sóc lo lắng cho con. Tình cảnh con lúc này thật đúng như Đỗ Trung Quân tâm sự. Chiều qua trắng trận bốn bề, trần gian thêm một kẻ về mộ cô. Từ đây chỗ mẹ ta ngồi, mây như tóc trắng rối bời mây qua. Thế là hết rồi mẹ ơi. Còn đâu hình ảnh một lần con về thăm nhà, rồi trở lại chùa, có mẹ buồn bã tiễn con đi, khi con đã đi khuất thật xa. Vậy mà mẹ vẫn đứng ở đầu ngõ bần thần trông theo. Bóng dáng mẹ nhỏ bé đơn độc đi làng quê. Những buổi tiễn con đi lững thững lớn lên thành một khoảng trời rộng đủ cao che chở suốt đời con. Cả đời mẹ lặng lẽ hy sinh, chịu nhiều gian truân cay đắng, chỉ mong chúng con sống an vui hạnh phúc. Lúc này con mới thấm thía nỗi đau. Hoàng hôn phủ trên mộ, chuông chùa nhẹ rơi rơi. Con thấy con mất mẹ là mất cả bầu trời. Ngày bất hạnh ấy con lo sợ đã đến. Từ nay mẹ đã thành quá khứ, con nhắc tới mẹ bằng những từ mẹ già, mẹ xưa, nghẹn ngào. Hình ảnh mẹ vào buổi chiều thường hiện về đậm nét với con, vì con thường gọi điện về thăm mẹ vào lúc chiều tối. Mẹ luôn nhắc nhở con tỉ mỉ như đứa trẻ lên ba. Đối với mẹ, dường như con mãi mãi là đứa con nhỏ dại hôm nào. Những ngày mẹ nằm ở bệnh viện, con linh cảm mẹ sắp đi xa, nên con khuyên mẹ nhiếp tâm niệm Phật chuyên nhất hơn. Bây giờ mất mẹ rồi, con cảm thấy trống vắng vô cùng. Dáng đôi mắt mẹ nhìn con âu yếm, dáng nụ cười hiền hậu ấm chịu đông, xa dáng mãi tình thương yêu sao xuyến, tình mẹ hiền ơi vô tận suối sông. Tình cảm yêu thương của mẹ dành cho chúng con vô cùng tận, được thể hiện bằng sự chăm sóc chân thành giản dị của mẹ. Như có món ngon vật lạ, mẹ đều nhường hết cho chúng con ăn. Khi chúng con ăn no đây rồi, mẹ mới ăn. Tình thương của mẹ dành cho chúng con đúng như nhà thơ Thanh Nguyên đã nói: mẹ không sống được trăm năm, nhưng đã cho con dư dả nụ cười và tiếng hát. Mẹ có nghĩa là ánh sáng, một ngọn đèn thắp bằng máu tim con. Mẹ có nghĩa là mãi mãi, là cho đi không đòi lại bao giờ. Nhưng có một lần mẹ không ngăn con khóc. Mẹ không thể nào lau nước mắt cho con. Là khi mẹ không còn, hoa hồng đỏ từ đây qua trắng. Đêm nay con ngồi viết những dòng này tưởng nhớ về mẹ, và xin gửi đôi lời đến với những người con diễm phúc được còn mẹ. Các bạn ơi, hãy cố gắng gần gũi, hết lòng chăm sóc mẹ. Vì khi mẹ còn, chúng ta thấy bình thường, nên không biết trân trọng, kính quý mẹ. Đến khi mẹ thật sự không còn, chúng ta hoảng hốt giật mình. Là lúc trên ngực mình cài đốt hoa trắng, thì đã quá muộn màng. Mẹ mãi mãi ra đi, không trở về với chúng ta. Đến lúc đó có mơ ước, dí mà đổi lấy thời gian được, đổi cả thiên thu tiếng mẹ cười, thì cũng đã quá muộn màng. Mẹ là Bồ Tát Hóa Thân. Tác giả Thích Thiện Đạo. Một, vì thương đứa con trai, mẹ bằng lòng cho trái tim của mẹ để làm sính lễ cưới vợ cho con. Đứa con vui mừng cầm trái tim mẹ chạy nhanh về nhà cha mẹ vợ nạp lễ. Trên đường đi, đứa con vì vừa vui mừng vừa nôn nóng mong được gặp vợ sắp cưới, nên trong lúc hấp tấp, đứa con đã vấp ngã, làm tim mẹ văng ra xa. Đứa con lồm cồm đứng dậy, vừa xoa bóp vết thương, vừa nhìn quanh để tìm trái tim xính lễ. Từ xa, trên đống đá sỏi bên đường, một giọng nói ngọt ngào từ trái tim mẹ cất tiếng hỏi: con té ngã có đau không? Trái tim mẹ vẫn còn nguyên vẹn để dành cho con làm xính lễ đây. Mẹ mong con được hạnh phúc. Hai, vì nghe theo lời chúng bạn, đứa con trai quyết định xa mẹ già đang đau yếu,
đi làm ăn xa cùng bầu bạn. Người mẹ vừa lau nước mắt, vừa năn nỉ đứa con. Mẹ chỉ có một mình con, sớm hôm tối lửa tắt đèn, cơm cháo thuốc thang lâu nay, một tay con lo cho mẹ. Đói no ấm lạnh, mẹ con ta chia sẻ bảo bọc nhau. Mẹ tuổi già sức yếu, nay đau mai bệnh, tất cả đều nhờ con. Này con nghe theo bầu bạn, bỏ mẹ đi xa, mẹ còn biết trông cậy vào ai. Mai mốt con trở về, biết mẹ có còn sống để nhìn thấy mặt con nữa không? Nếu còn thương mẹ, xin đừng đi xa, bỏ mẹ tội nghiệp nghe con. Mặc cho người mẹ đau khổ khóc than, đứa con vẫn quyết định ra đi. Quá tuyệt vọng, người mẹ lần mò ra cửa, ngồi chặn lại, không cho đứa con đi. Đứa con giang tay xô mạnh người mẹ, ngã lăn nằm dài trên nền nhà, rồi lặng lẽ bước qua đầu mẹ, ra khỏi nhà. Trong tiếng nghẹn ngào nức nở, đưa mắt xa trông về phía đứa con đang đi, mẹ cất tiếng nói yếu ớt. Còn sớm trở về với mẹ nghe con. Mẹ mong sao đứa con của mẹ không phải chịu quả báo đã làm mẹ đau khổ như thế này. Ba, dì Năm làm công quả ở chùa khá lâu, nhưng không ai biết rõ lai lịch của dì. Chỉ biết rằng lâu lắm rồi. Một hôm dì vào chùa gặp thầy trụ trì xin làm công quả suốt đời. Dì rất tinh tấn trong công việc làm cũng như tụng kinh lạy sám. Đặc biệt dì có thời khóa niệm Phật vào nửa đêm và rất ít khi bê trễ. Dì rất quan hỷ hòa đồng nên trong chùa ai cũng mến mộ gần gũi dì. Đối với thầy trụ trì, mặc dù tuổi thầy còn trẻ nhưng dì rất tôn trọng cung kính. Có nhiều cụ đi chùa lâu năm, góp phần công quả vào chùa cũng khá. Đôi lúc không bằng lòng trước thái độ khiêm cung của dì đối với dì Tam còn trẻ. Thay dì từ ái bất bình, dì lại ôn tồn giải thích. Các bác không nhớ trong kinh Đức Phật có dạy bốn điều không nên xem thường: một, đốm lửa nhỏ; hai, con rắn độc nhỏ; ba, dì ấu chúa; bốn, chú tiểu nhỏ. Thầy trụ trì tuy còn nhỏ tuổi nhưng nếu tinh tấn tu tập lại được sự trợ lực chung quanh, biết đâu tương lai sẽ trở thành danh tăng hay thánh tăng làm rạng danh đạo pháp. Chúng ta tuy lớn tuổi nhưng công đức tu hành làm sao bằng thầy được. Các bác đừng nghĩ như vậy mà mắc tội. Tuy không nói ra nhưng trong thâm tâm thầy trụ trì kính nể dì như là một vị hộ pháp. Con đường tu hành của thầy nhờ có dì Năm trợ lực nên tiến bộ rõ rệt, uy tín của thầy mỗi lúc càng vang xa. Một tối nọ, nhằm ngày thánh đản của Bồ Tát Quán Thế Âm, sau thời tịnh độ thường lệ, dì Năm vào phòng phương trượng xin phép đảnh lễ thầy trụ trì ba lại rồi về phòng đóng cửa niệm Phật. Sáng hôm sau không thấy dì Năm mở cửa ra ngoài, thầy trụ trì sát phòng dì xem, một hình ảnh hy hữu trang nghiêm đang hiện ra trước mắt thầy. Dì Năm đã nhẹ nhàng ra đi trong tư thế tay chắp ngang ngực, ngồi kiết già niệm Phật, nét mặt vẫn hồng hào tươi nhuận. Một tờ giấy trắng gấp đôi để trên bàn kinh, thầy cầm lên đọc thì: con ơi, mẹ là mẹ của con đây. Do vì nghịch cảnh nên mẹ không thể làm tròn bổn phận của một người mẹ đối với con. Mẹ thật có lỗi với con, mong con quan hỷ cho mẹ. Sau khi sinh con ra được nửa tháng, mẹ phải đi xa. Một người thân đã thay mẹ nuôi con. Suốt 20 năm qua, tuy không trực tiếp nuôi con, nhưng lúc nào mẹ cũng theo dõi tin tức về con. Đến khi biết con phát tâm xuất gia theo Phật, rồi được thọ giới cụ túc, mẹ tự phát nguyện im lặng về ở bên con làm công quả, để gần gũi hỗ trợ cho con trên bước đường tu tập hành đạo. Nay đạo nghiệp của con đã vững vàng, con có thể tự bước đi mà không sợ bị vấp ngã. Giả lại nhân duyên hội ngộ giữa mẹ con ta, kiếp này cũng đã mãn, mẹ đã có thể nhẹ nhàng theo Phật về Tây Phương. Thầy trụ trì chắp tay niệm Phật tạ ơn hộ pháp là gì, mà nước mắt chảy dài trên hai gò má. Nỗi nhớ quê hương, tác giả Diên Thắng. Sài Gòn ơi, trắng đêm buồn diễn xứ, giữa phồn hoa du tử héo hon lòng.
Mấy hôm nay trời Sài Gòn nắng như thiêu như đốt, làm tôi nhớ da diết về cái nắng cháy da. Cái gió thổi mạnh dữ dội làm rát mặt mọi người ở Phú Yên quê tôi. Từ ngày giã từ quê hương, tôi mang nỗi nhớ tha thiết trong tâm hồn của những người con xa xứ, xa tình thương yêu của mẹ, xa bao người thân, xa bạn bè, để thực hiện lý tưởng của mình. Thật vậy, chúng ta sinh ra và lớn lên nơi chung nhau cắt rốn, nên ai cũng có một tình cảm sâu nặng với quê hương, ra đi để nhớ và mong ngày về. Chính vì vậy mà ông cha ta thường dạy con cháu, chim có tổ, người có tông, là nhắc nhở con cháu luôn nhớ về công ơn ông bà cha mẹ. Đây là một sự thật hiển nhiên mà người xưa đã nhìn nhận để đúc kết thành một đạo lý sống rất nhân bản. Đó là sự kế thừa đối tiếp, sự tương quan thế hệ con cháu đối với tổ tiên. Từ đó, chúng ta làm hành trang để đi vào cuộc đời bằng đôi chân vững chắc mà không tủi nhục. Trên đầu tắm gội nắng mưa mà biết cảm tạ tri ân. Tác phẩm Cội Rễ của Alice Lee ra đời với một sự kiện tiêu biểu của đời sống văn học Mỹ. Cội Rễ kể về cuộc đời thăng trầm của người nô lệ da đen tên Kinta Kinte. Ông đã có một thời thơ ấu yên bình bên cạnh cha mẹ, em trai và những người da đen hiền lành của làng Jeffro, bộ tộc Madinka, xứ Gambia, châu Phi. Vào giữa năm 1767, khi Kinta Kinte như tròn 17 tuổi, thì bị những tên tu bóp bắt cóc khi đang đốn củi trong rừng. Đến đời thứ bảy, người cháu của ông là Alessili. Mặc dù Alessili bị thất lạc xa quê hương, nhưng trong lòng luôn cháy bỏng niềm khao khát trở ngược về quá khứ tìm nguồn cội. 15 năm, ông mò mẫm hết các thư viện, kho lưu trữ tư liệu khắp nước Mỹ, từ bang này sang bang khác, để cuối cùng tìm đến tận làng Joffre hẻo lánh của Gambia, nơi cách đây hơn 230 năm, Kinta Kinte là ông tổ của ông đã bị bắt xuống con tàu buôn nô lệ da đen chở sang Mỹ. Thế rồi một buổi chiều trên bến cảng quê hương, ông đứng đó, nước mắt tuôn trào không ngăn được. Ôi, cội nguồn, quê hương, linh thiêng yêu dấu. Đọc qua tác phẩm, chúng ta càng hiểu vì sao những đứa con vì hoàn cảnh nào đó mà lưu lạc xứ người, nhưng trong tâm hồn vẫn luôn nhớ về những kỷ niệm gắn bó hình ảnh quê nhà thật mộc mạc, bình dị biết bao. Anh đi, anh nhớ quê nhà, nhớ canh rau muống, nhớ cà dầm tương. Anh đi vì việc lớn, vì sự nghiệp chung của đất nước, hay vì cuộc sống gia đình khó khăn nên phải tha phương cầu thực. Nhưng trong nỗi nhớ đầu tiên ập đến với anh, đó là nhớ quê nhà. Phải là quê nhà, chứ không thể là một thứ gì khác được. Quê hương là chiếc nôi cuộc đời của mỗi con người, nơi ta có tiếng khóc chào đời, nơi tất cả tuổi thơ ta đã lớn lên từ đó. Thật đúng như nhà thơ Đỗ Trung Vân đã nói hộ nỗi niềm riêng của mỗi người. Quê hương là gì hỡi mẹ, mà cô giáo dạy phải yêu. Quê hương là gì hỡi mẹ, ai đi xa cũng nhớ nhiều. Vì thế, phần đông các em sinh viên ở miền quê vào các thành phố học. Khi ra trường về quê, khó xin việc làm, nên các em thường ở lại thành phố. Bởi vì các em xin việc chuyên ngành mình học không được, thì xin công việc nghề tay trái để tự nuôi bản thân. Cuộc sống nơi đất lạ quê người bị bức bách bởi cơm áo gạo tiền, khiến cho nhiều em không đủ điều kiện về quê hương thăm gia đình, đành phải giấu nỗi nhớ vào lòng. Bao năm đèn sách xa quê, nhớ sao về cỏ chân đê xanh mềm. Chợt nghe tiếng gió nửa đêm, giọng từ cội cỏ gọi tên thiếu thời. Làm sao chúng ta quên được những hình ảnh thân thương nơi quê nhà? Có con đường làng rợp mát bóng tre, che mát cho chúng ta ngày hai buổi đến trường. Có đàn bướm rưng rưng đậu trên cành cây, có con mương uốn lượn vòng quanh theo đồng lúa mênh mông, vân vân. Biết bao hình ảnh sâu đậm làm thổn thức trong lòng chúng ta. Cho dù cuộc sống ở thành phố đầy đủ tiện nghi hơn, hiện đại hơn, nhưng chúng ta vẫn không quên được quê nhà. Mặc dù nơi ấy nghèo nàn, cuộc sống còn nhiều thiếu thốn, nhưng chứa đựng tình người chân thành mộc mạc ấm áp. Nơi ấy còn có tình thương cao cả của cha mẹ
đã hy sinh một đời chịu bao vất vả cực nhọc, không quản mưa nắng, để lo cho con được học hành nên người. Do đó mà những năm gần đây, chúng ta thấy rất nhiều ca sĩ hải ngoại trở về quê nhà biểu diễn, như được trở về những ngày thơ ấu, sống trong vòng tay ấm êm của gia đình. Gần đây, báo chí đưa tin ca sĩ Khánh Ly từ lâu mơ ước được hát ở quê hương. Lần này chị chọn hát ở Hà Nội là nơi chị sinh ra và lớn lên. Chị tâm sự: "Tôi là người đã sống qua hai thế kỷ, là kẻ kể chuyện rong trong suốt hơn 50 năm. Tôi đã kể cho các bạn nghe về tình yêu đôi lứa, tình bằng hữu, tình quê hương. Các bạn đến với tôi ngày hôm nay không phải tôi đẹp hơn như tuổi 20, cũng không phải vì giọng hát tôi còn như thuở thanh xuân, mà vì những năm tháng cách xa, tôi đã trở thành kỷ niệm. Tôi sẽ rất hạnh phúc được gặp lại nhạc sĩ Trịnh Công Sơn trong những khoảnh khắc quý giá trên sân khấu quê nhà." Dần, từ nghìn năm, hai tiếng quê hương là mảnh đất đã dọc nhằn nuôi dưỡng chúng ta và trở thành một truyền thống. Những đứa con của Việt Nam dẫu lên đến cuối đời vẫn luôn thầm lặng hướng về quê mẹ. Dù bao vất vả đau thương, mẹ quê hương vẫn là cội nguồn, là tình sống để già chết mang theo của mỗi đứa con sinh ra trên mảnh đất chữ S này. Mùa Du Lan lại sắp về, khiến cho bao nhiêu người con xa xứ lại vọng hướng về quê cha đất tổ, về cha mẹ, ông bà, kính gửi lời tri ân sâu sắc. Tôi xin ghi lại lời tâm sự của người con đang sống nơi xứ lạ quê người: "Khi tôi chết, hãy đem tôi ra biển, nước ngược dòng sẽ đẩy xác tôi đi. Bên kia biển là quê hương tôi đó, rặng tre xưa buông thuở vẫn xanh rì. Ta sẽ sống tàn đời nơi xứ lạ, hay sẽ về lòng mẹ rồng chơi dơi? Hỡi Việt Nam yêu dấu của ta ơi." Đời mẹ là một khúc nhạc trầm buồn. Tác giả Diên Thắng. Mẹ tôi tóc xanh nhuộm bạc tháng ngày, mẹ tôi đau buồn nặng trĩu đôi vai, mẹ tôi đắng mưa chẳng ngại nhọc nhằn, mẹ tôi mỉm cười nhìn bóng con ngoan, không than không phiền dù lâm hoạn nạn. Nửa đêm con giật mình thức giấc, chợt nhớ về mẹ. Thế là mẹ đã xa chúng con mãi mãi thật rồi. Thời gian qua, con sống trong nỗi buồn trống vắng mà cảm nhận nỗi đau mất mẹ thật sự. Nỗi nhớ về mẹ như một thước phim hiện về trong con lúc này. Suốt cuộc đời mẹ chịu nhiều gian truân cay đắng. Đến tuổi già, mẹ chưa kịp hưởng thanh nhàn được bao lâu thì mẹ đã vĩnh viễn ra đi. Thế nhưng tình thương mẹ dành cho chúng con và cách sống đối nhân xử thế của mẹ đã để lại cho chúng con những bài học thật quý giá vô cùng. Theo nhìn của người con học Phật, có lẽ kiếp trước mẹ dây quá nhiều, nên kiếp này mẹ sinh ra để trả nợ cho rất nhiều người. Và dường như con cộng nghiệp với mẹ, nên sinh ra kiếp này con phải trả nợ mà nhiều kiếp con đã tạo. Vì thế, đêm nay, con muốn nói lời cảm ơn mẹ. Mẹ đã chịu nhiều cay đắng để dành phần ngọt bùi cho con. Mặc dù con gần gũi mẹ rất ít, nhưng mỗi lần con về, mẹ lo lắng chăm sóc con tỉ mỉ như thuở con còn thơ bé. Con cảm ơn mẹ về những bài học mà mẹ thể hiện bằng thân giáo và cách sống hàng ngày của mẹ. Đó là tính chịu thương, chịu khó, biết nhường nhịn, sống vì mọi người mà không nghĩ đến mình. Nếu có người nào khinh bỉ, chê bai mẹ, thì mẹ im lặng, không bao giờ mẹ trả đũa, nói những điều không tốt về họ. Có khi dâu con trong nhà nói lời hỗn sự, bất kính với mẹ, thì mẹ lại lặng lẽ để những dòng lệ thầm chảy ngược về tim. Không bao giờ mẹ nói đi nói lại để gia đình con cái bất hòa. Khi mẹ hay tin gia đình anh trai hay các em trai không hòa thuận, cơm không lành, canh không ngọt, cho dù mẹ chưa biết lỗi do ai, nhưng mẹ vẫn khuyên con trai mình xin lỗi con dâu để gia đình êm ấm. Tính mẹ là vậy, lúc nào mẹ cũng nhận phần thua thiệt về mình. Đời của mẹ đã thành bài học sống, đức hy sinh tờ như nước trong nguồn. Bao nỗi đắng cay
mẹ chẳng chút u buồn. Lắm lời sĩ giả, mẹ chưa từng ta thán. Suốt ngày mẹ cứ cầm cụi làm vô số việc không tên. Hết việc đồng án, rồi đến việc nhà. Có khi mẹ làm xong công việc, nếu có ai đến nhà chơi, thì mẹ chỉ nói những việc hàng ngày xảy ra. Không bao giờ mẹ ngồi xúm lại để nói chuyện thị phi của người khác. Những lúc mẹ mua về món ăn ngon, cầm cụi nấu xong, mẹ đều nhường hết cho chồng, cho con ăn trước. Đến khi nào mọi người ăn xong, mẹ mới chịu ăn. Mỗi lần anh em con về, mẹ lo chúng con miếng ăn giấc ngủ thật chu đáo. Lúc đó, chúng con thấy nó bình thường. Nhưng khi mất mẹ rồi, con mới cảm nhận những việc mẹ làm thật là phi thường. Đúng như ai đó đã nói, mẹ một đời giống đức đoàn công, vì ai dây lệch lưng cọc mẹ ơi. Giờ đây, con ngồi nhớ lại thấy thương mẹ vô cùng. Có lẽ cuộc đời mẹ, từ lúc tóc xanh cho đến bạc đầu, mẹ đã nếm trải quá nhiều gian truân sóng gió cuộc đời. Nhưng mẹ luôn âm thầm chịu đựng trả nghiệp mà bao nhiêu đời mẹ đã tạo. Nên mẹ được tội diệt phước sanh, căn lành tăng trưởng. Vì vậy, những năm sau này, chị em chúng con lo cho mẹ cuộc sống đầy đủ, mẹ không còn lao nhọc vướng bận chuyện cơm áo gạo tiền, nên mẹ dành thời gian niệm Phật nhiều hơn. Nhờ vậy mà giờ phút lâm chung, mẹ ra đi thanh thản, nhẹ nhàng trong tiếng niệm Phật của con cháu và mọi người. Nhìn thoại tướng của mẹ lúc lâm chung, nét mặt tươi nhuận như nằm ngủ, nên con tin chắc mẹ được giảng sanh về cõi nước Cực Lạc. Đời mẹ là những thước phim, chịu nhiều cay đắng chỉ ôm trong lòng. Nay mẹ xả kiếp phiêu bồng, không còn vướng bận cảnh hồng trần ai. Hôm nay mẹ đã xa chúng con thật rồi, nhưng tình thương mẹ dành cho chúng con và những bài học mẹ dạy chúng con bằng khẩu giáo và thân giáo thật sâu sắc vô cùng. Chúng con nguyện ghi nhớ mãi và thực hành theo mẹ. Hãy yên lòng ra đi mẹ nhé. Chiều nay đốt hương tưởng niệm trước mộ, nhìn khói đau lòng tưởng nhớ năm xưa. Công ơn sinh thành ngày nào đền trả, mẹ ơi con nguyện nhớ lời mẹ khuyên. Mẹ khuyên, 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 mẹ khuyên.